Ok, và hơi bị dữ nha anh em. Anh em thấy chưa, xe này không chỉ chạy được mà anh em có thể gọi là bắn được luôn. Anh em có thể bắn được luôn nha. Anh xin nè, anh em có thể bắn được luôn nha anh em. 1, 2, 3 bắn. Đấy, mẹ hơi bị ghê. Anh em mà thích thì hãy nhấn like. Nãy giờ có làm gì đâu, thích đúng không? Vậy thôi, cứ like và share cho chim đi. Rồi tiếp, thích thì tính sao. Anh em có tin là Woody lái được xe tăng không? Anh em không tin đúng không? Bữa nay mà lên được 6k view lái xe tăng cho anh em xem luôn. Thật, 6k view lái xe tăng. Xe tăng có súng đàng hoàng chứ không phải cái xe tăng mà lụm trong thính đâu nha. Cái xe tăng nó ở Uchiki nè. Đấy, mình tôi phát chi thế đéo nào hả? Được, lên 6k view đi, hôm nay đảm bảo chỉ cho anh em lái. Lái được, đủ phòng. Ở đây nè, xe tăng ở đâu Uchiki nè. Tôi test thời tối qua rồi. Thực ra là mới, chỉ mới có, tôi mới thấy là chỉ có một cái ông kia ông làm clip thôi. Tại vì ông test ở bên server test đó, server test nó mới cập nhật. Clip mới lái cái chiếc nào tôi quên rồi đó. Đúng rồi, tôi mới coi nè. Chị lạ vậy. Ủa nó lái chiếc nào quên rồi lát. Đó, ở đâu? Đâu? Trên đây hả? Phải cứt má xa vậy? Ừ, bởi vì hồi tốt qua coi sơ qua hà, nhưng mà nói chung là biết cách được mà quên nó lấy vị trí xe ở đâu ta? Ở trên đây hả? À, rồi, ok, tôi nhớ rồi. Nó. Thằng tối qua nó lái chiếc này nè. Ok. Để nhìn sao lái cho anh em xem. Phải hai bình xăng mới được, anh em phải kiếm được hai bình xăng anh em mới lái được. Một bình xăng lái không được. Có, tôi coi clip, mẹ không lẽ thật làm clip mẹ lừa tôi. Sao mà lừa được, lừa cái nhìn biết liền với anh em. Cái nào thật, cái nào giả mình nhìn biết liền chứ. Sao lừa mình được. Đây nè, mình tới, rồi, bốp lên thấp canh. Đã. Lên đây xuống. Yeah. Ê, mẹ tao. Bô. Anh em, má nó bắn cục gì vô đầu ghê vậy. Má xạo vậy, mình bắn AK bắn đếp chết nó. Không, mẹ, tôi đéo tin nó bắn hay đâu. Tôi thề với anh em luôn. Làm gì má nó bắn chết tôi được. Tôi đéo tin đấy. Đi mẹ nó bắn headshot chết cắt luôn anh em à. Mình full máu mình bắn trước nó, mình free fire trước nó mà. Cứt gì đam AK mình thu được ta. Ok, game này sẽ đi lái xe tăng cho anh em xem. Game này mình sẽ đi tìm hai bình xăng và nước. Trong clip nó bảo là hai bình xăng trở lên thì mới lái được. Thì lái xa hay ít là tùy thuộc vào xăng nhiều hay xăng ít thôi, nhưng mà tối thiểu là hai bình. Mình nhảy qua bên đây thì mình kiếm xe đi. Đúng rồi, nó hắc chắc. Nói đơn giản, anh em nào thấy thằng nãy hắc thì anh em nhấn like và share cho mình đi nha. Đấy, đây là có xăng rồi nè, một bình này nè, một bình là được rồi. Thêm một bình nữa, một bình là đẹp rồi anh em à. Một bình xăng nữa nha anh em. Rồi ok, đủ hai bình này nè, ngon. Đủ hai bình xăng rồi. Ok, bây giờ chúng ta đến với clip lái xe tăng. Xin chào anh em. Thì đầu tiên để lái được xe tăng chúng ta phải cần đó chính là hai bình xăng trở lên. Đi xa đi gần tùy thuộc vào từ hai bình xăng trở lên á. Nhưng mà nó phải cần tối thiểu là hai bình để khởi động. Ôi, má 8 luôn anh em à. Quái cả cức. Phê gì ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra xe tăng nha anh em. Nếu như anh em thấy xe tăng mà chạy được, ok, Wendy chia sẻ có ích, thì anh em nhớ like và share cho Wendy nha. Cảm ơn mọi người. Tại vì cái này là update thì bên server test nó chỉ có bên bển thôi. Còn người làm thì mới tối qua được recall trên cái kênh kia. Họ hay làm kiểu về Reddit á. Họ hay làm những cái gọi là test ở một cái số phiên bản mới á. Thì họ phát hiện ra được thôi. Chứ còn lại chưa ai biết nhiều đâu.
ra là mình chôm về mình làm cho anh em ở đây xem. Ok nha. Máy bay ở xe tăng nó sẽ nằm khoảng chỗ này nha anh em, trên khu đồi sau lưng trường học, giữa bu chính kim trường học vuông góc qua là anh em sẽ thấy được chỗ đó. Anh em phải cần ít nhất là hai bình xăng anh em mới khởi động được xe tăng nha. À đúng rồi, phải uống nước anh em ạ. À, kiểu như là anh em phải uống nước vô, anh em mới có gọi là sức lực để anh em khởi động được cái xe. Anh em phải uống nước vào. Trời, tôi kiếm cái chữ F cái, nó không phải có một cái chữ F để anh em nhấn. À đây này, rồi, ok. Rồi nha anh em. Nè, anh em phải uống full nước, bắt buộc anh em phải uống full nước thì chữ F nó mới hiện ra để anh em vào. Anh em vào, sau khi anh em vào rồi á thì anh em lập tức anh đổ hai bình xăng. Anh em đổ full hai bình xăng là xe sẽ chạy được. Ok nha anh em. Vô. Đấy, anh em vào được rồi nè. Xong anh em đổ xăng nha. Đó, anh em đổ full hai bình xăng anh em sẽ chạy được. Ok. Phải hơi bị dữ nha anh em. Anh em thấy chưa? Xe này không chỉ chạy được mà anh em có thể gọi là bắn được luôn. Anh em có thể bắn được luôn nha. Anh nhìn nè. Anh em có thể bắn được luôn nha anh em. 1, 2, 3, bắn. Đấy, mẹ hơi bị ghê. Damn! Em thấy chưa? Xe này không chỉ anh em chạy được thôi mà xe này anh em còn bắn được luôn. Em hãy tích hệ nhấn like và xe cho mình đi nha. Mình chơi cái xe này vô trong bo luôn. Mày mấy thằng nhóc này, xe này bắn được hết. Anh em gặp thằng nào anh em chỉ cần bấm thùng nó thôi là nó chết liền. Xe này bắn hơi bị dữ. Nè, tôi bắn cho anh em xem nè. Tí nữa tôi gặp thì tôi bắn cho anh em xem. Xe này công hành được luôn á, chứ đừng nói là bắn nhau. Xe này chạy hơi bị chặt nên em xe tăng chúng ta hơi bị chặt nha. Độc quá. Vô bò cái này xong tôi thấy cho anh em xem. Bắn người được hết luôn. Bắn người ghê lắm. Anh em thích xe tăng hãy nhấn like và xe cho mình đi nha thiệt. Nếu ai biết cách lái gì đâu, chỉ có bên sẽ contest thì nó cho lái trước cho anh em xem thôi. Chứ lại đảm bảo với anh em là không biết ai lái cả, không ai biết lái xe này cả. Khó lắm. Anh em mẹ chạy bắn nhau bụt liền à. Ghê lắm. Tưởng như tôi nói đơn giản nha. Anh em mà ví dụ như gặp địch trong toilet này đúng không? Anh em mà quay cái đầu qua. Đó, để canh cái nòng mình ngay nha. Anh em phải canh cái nòng cho ngay cái nhà nha. Đó, anh em canh cái nòng cho ngay cái nhà nha. Anh em bắn. Đó, mẹ là đảm bảo thằng trong toilet nó chết liền. Anh em phải nhớ như vậy nha. Đó, anh em cứ canh bắn nè. Này mới gạch bắn nha. Gạch bắn nè. 2, 3, bắn. Ba bom bị súng bị ba súng xe súng súng của xe tăng nó bị xì hơi bị lép đạn lép rồi. Bóng khói dữ vậy trời. Đạn lép. Quá xe bị hư rồi, đạn lép rồi. Gửi rồi, bắn xe tăng, anh em yên tâm, xe tăng bắn không xi nhê, bắn hết băng cũng không chết nữa. Có điều là xe tăng không nổ mà mình bị mất máu. Công nhà nha anh em, Ok rồi. Ông nào gọi là sọc mới bảo là tôi ghép thiệt. Vậy mà mấy ông bảo ghép thôi chứ. Xe tăng chạy lẹ lắm. Xe tăng này xe tăng đời mới mà. Cái xe tăng bên đâu ta? Xe tăng để dưới nhà nha anh em. 21 người. Mình đang ở tâm bo. Bây giờ mình phải thủ không cho thằng nào vào. Hoặc là những thằng nào khu nhà mình bên. Bên đây của mình có một thằng nha. Chú Tát. Có thằng vào nè. Có xe bút kia cho không, nó ở khu nhà trước mặt mình, khu nhà hướng N. Mình sẽ mở cửa sàn. Để cái gì mình chạy xuống được. Bao qua cái nhà bên kia rồi, hai cái nhà giữa bên kia đã ở tầm bo. Tôi nghĩ là mình cứ ở đây thêm một bo nữa đi. Xong mà có gì mình di chuyển qua bên kia. Mình cầm AK, mũ 2 giáp 3 mình cũng không sợ đâu. Bắn nhau, bắn xe AK mình cũng không sợ đâu. Lái có một thằng đây nè, nó cầm K98 nha anh em. Thằng bên đây nè.
cái nhà của nó vẫn ở trong bo luôn, nhà mình cũng ở trong bo, mình với nhà nó đều ở trong bo. Đây có một thằng nè, anh em muốn cải thiện không? Anh em muốn cải thiện đăng ký cho vui không? Sống là phải càng khịa, càng khịa nó mới vui. Đúng rồi, bánh xe cay lắm, cay lắm, cay lắm anh em ạ. Má thằng này cũng có xe tăng nữa, má xe tăng nhiều ghê anh em ạ. Thằng này cũng có một chiếc xe tăng luôn nè, ha ghê thiệt. À nó lục thân, nó lục thân. Mẹ bắn xe tăng kìa thằng. Mẹ nó lụm đồ kìa. Mẹ đi bắn mình. Cay thật. Thằng ngu này. Đi cướp xe tăng với thằng này. Cái gì vậy? Thôi. Không. Cái xe bị gì vậy ta? Cay thế nhờ. Cày đó nhờ, tôi quên mất là cái xe mình chặn rồi, nó chỉ có vô bằng đường bên trái được thôi. Mấy cái hàng rào mình không có chọt súng xuống đất được, mình bắn nó bị hụt. Để cho thằng này vô được rồi. Thật ra xe tăng mình cướp được á, mình chỉ cần đâm một cái xe mình lại gần là mình cướp được xe tăng của nó à. Anh em muốn cướp xe tăng không? Mình làm chuyện ác cướp xe tăng nha. Mình chơi không? Chơi. Cướp xe tăng, cướp xe tăng. Bo này cướp xe tăng là ngon. Tôi định nhảy lên xe tăng của nó mà nó chạy đi mẹ mất. Cay thế nhờ. Mẹ cay thiệt anh em à. Kêu bắt chạy đi, quá dừng xe thì xuống bắn nhau đi. Chạy luôn chứ. Để mày bắn mình. Tôi định đâm vô xe đó xong mình xuống rồi mình nhảy lên xe tăng của nó luôn. Cái má mình vừa đâm vô cái nó chạy xe mất. Cay thiệt. Tức thiệt anh em à. Phải nãy mình từ từ thôi là mình cướp được xe tăng của nó rồi.